Hello tất cả anh em nha. Này mình lại đi. Bữa giờ mình cưa rất là nhiều ở đây rồi nhưng mà mình không có quay video này. Hôm nay mình quay video cho anh em xem nha. Tại vì cái dung lượng cái bộ nhớ nó không có đủ. Nếu mà quay thì mấy chục cây thì quay rất là nhiều anh em. Đang tỉa dầu nè. Tỉa rất là nhiều dầu. Số lượng tới khoảng 50 mấy cây, 50-60 cây nè, mà rất là cao luôn. Đó anh em thấy leo này lâu rồi mà khúc dưới mình không có quay video anh em. Quá là sát là cao luôn nè. Em phải lên tí trên đọt mà thắt một đọt xuống mình cưa. Cưa xong tí xíu nữa mình lại cưa từ dưới cưa lên không. Nhiều quá. Nhiều nhánh quá. Ô. Tới đây là dây trắng hết luôn rồi nè. Cao lắm anh em. Cái dầu mà. Múc mùa là chỉ luôn. Nói về cái độ cao thì thôi khỏi nói luôn, khủng luôn. Ồ, hết dây mà chưa tới luôn em. Quá khủng luôn nè.
Trời đất ơi, kiến cả trời anh em ơi. Kiến không thể nào tưởng tượng luôn anh em. Cắn mình không thể nào mình chịu nổi luôn. Mình phải xịt nó thôi. Quá trời quá đất kiến anh em ơi. Kiến thối rồi luôn. Mình kéo lên mình bơm lẹ lẹ cho nó. Cho nó đỡ kiến cái này. Quá khủng. Những cái dầu bên kia mình đã tỉa rồi anh em. Quá trời quá đất kiến rồi anh em ơi. Yeah.